Cái gì? Tôi làm thợ may nhiều năm như vậy cũng không biết thiết kế. Làm sao anh có thể làm được? Haha, nếu như nói với cô đây là kiếp trước tôi học được, cô có tin không? Sau khi làm việc xong, Lâm Xuyên từ cửa hàng thợ may về nhà. Cái gì? Con trai Dương Thổ Sinh nào bắt nạt con? Hắn bắt nạt con thế nào? Hắn cướp tiền của con và nhổ vào con, đẩy con xuống đất, ném bùn lên người con. Vậy lúc đó bố con có nhìn thấy không? Bố thấy rồi. Con dạy cho Dương Tiểu Cường. Sau đó, bố của Dương Tiểu Cường muốn đánh bố. Bố đã đánh bố của Dương Tiểu Cường. Tần Mộng Ninh nghe thấy vậy, cô mới biết trách lầm Lâm Xuyên rồi. Tại sao anh không nói với em sớm hơn? Anh đánh nhau với Dương Thổ Sinh vì con gái chúng ta. Giải thích gì đây? Uyển Du là con gái anh. Anh bảo vệ nó là trách nhiệm của anh với tư cách là một người cha. Không chỉ Uyển Du, còn có vợ. Nếu ai dám bắt nạt hai người, anh sẽ chiến đấu với họ. Lâm Lâm Xuyên, em trách lầm anh rồi. Được rồi, mau ăn cơm đi. Sau đó anh sẽ đưa vợ đến cửa hàng thợ may của Du Mỹ Linh để may cho vợ một bộ quần áo. May quần áo mới sao? Năm mới còn chưa tới mà. May quần áo làm gì? Cũng đắt đó. Em không phải là không có quần áo. Mặc chiếc váy này là để kiếm tiền. Phải làm. Nghe nói muốn kiếm tiền, Tần Mộng Ninh cũng không từ chối nữa. Mộng Ninh, có phải cô cũng cảm thấy Lâm Xuyên có chút khác so với trước đây không? Chắc không phải là ma trên người rồi sao? Đừng nói nhảm, đi làm việc đi. Vài tiếng nữa, hai bộ quần áo đều làm xong. Hai người mặc vào ngay bây giờ để tôi xem trước. Khi hai người mặc quần áo lên người, cả hai đều ngạc nhiên. Mẹ tôi ơi, quần áo mặc sao đẹp thế? Lâm Xuyên, sao anh nghĩ ra vậy? Nhìn cái váy này xem. Cái này eo nhỏ, quần áo này nếu mặc ra ngoài còn không làm cho người ta ghen tị chết sao? Lâm Xuyên, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh đang làm cái quái gì không? Ngày mai cô sẽ biết. Đến lúc đó tôi và Mạnh Ninh sẽ đến đón cô. Chúng ta cùng đi thành phố nhé. Hai ngày sau, Lâm Xuyên đưa Tần Mộng Ninh và Du Mỹ Linh đến khách sạn Thời Đại. Anh đưa chúng tôi đến đây làm gì? Lát nữa cô sẽ biết. Hai người chờ đã. Lát nữa tôi sẽ gọi hai người. Giám đốc Tập xin chào. Tên tôi là Lâm Xuyên. Tôi có thể xin cô vài phút không? Anh có việc gì không? Đúng vậy. Tôi biết khách sạn của cô sẽ mở cửa sau nửa tháng nữa. Là khách sạn quốc tế lớn nhất thành phố hiện nay. Hình ảnh rất quan trọng. Và các nhân viên chắc chắn đang vắt óc làm thế nào để cải thiện hình ảnh công ty. Tôi có một ý tưởng muốn nói với cô. Vậy sao? Xin vui lòng nói. Doanh nghiệp hướng đến con người, lấy quản lý làm cốt lõi. Hình ảnh không chỉ là ý tưởng kinh doanh, đồng thời cũng là một ấn tượng trực quan. Những gì cô phải làm là làm cho tất cả những người đã đến khách sạn của cô nhớ các đặc điểm của nơi này, và nó sẽ khắc sâu trong tâm trí họ. Và cải tạo là tốt, con người còn sống, dịch vụ là cốt lõi. Khách sạn này có 200 nhân viên phục vụ. Nếu cô có thể cung cấp cho họ đồng phục, đồng thời cũng phải làm cho đồng phục và cấp bậc của công ty bổ sung cho nhau, hình ảnh công ty của cô sẽ được cải thiện ngay lập tức. Đồng phục, anh có thể nói chi tiết hơn không? Trước khi nói chuyện này, tôi muốn cho cô xem một thứ. Khi nhìn thấy hình ảnh của hai người, trong đôi mắt đẹp của Tập Tiểu Lỗ lập tức ngạc nhiên. Bên này tôi hiện có 200 nhân viên, có 150 cô hầu bàn, có 50 người đàn ông, tính cả tôi là 151 người. Anh có thể làm 151 bộ trong vòng nửa tháng không? Chúng ta phải ký hợp đồng. Tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng tiền đề là chúng ta phải thương lượng giá trước. Và cô phải trả trước cho tôi 50% tiền đặt cọc. Vậy bộ đồng phục này giá bao nhiêu? Giá nhập hàng của Du Mỹ Linh là 13 đồng một mét. Bộ quần áo này tốn hết 2 mét, cũng là 26 đồng. Ngoài ra còn có phụ liệu, tính hết lại, chi phí cần 37 tệ. Chi phí và chi phí thiết kế cộng lại 85 nhân dân tệ một bộ. 150 một bộ là 12.835 đồng. Cái gì? Lương của một bồi bàn chỉ 50 tệ một tháng. Một bộ quần áo tương đương với 2 tháng lương của họ. Mức giá này hơi không chấp nhận được. Cô nói đúng. Nhưng cô đã bao giờ nghĩ rằng bộ đồng phục này là của riêng cô chưa? Điều này sẽ tạo ra bao nhiêu giá trị cho khách sạn? Hơn nữa tôi rất có trách nhiệm nói cho cô biết, chiếc váy này cô không thể tìm thấy mẫu giống nhau trên toàn quốc. Nó không chỉ là quần áo, thêm một xu hướng, một nền văn hóa, một loại nội dung, giống như người quản lý. Cô là phụ nữ trí thức, cô phải đặt mình vào vị trí đó để làm việc. Những hiểu biết về cuộc sống và sự nghiệp được thể hiện qua quần áo. Cô sẽ tạo ấn tượng trực quan nhất. Điều này sẽ giúp cô tự tin hơn, đẹp hơn. Đó là giá trị của đồng phục của tôi. Những lời này khiến trong lòng Tập Tiểu Lỗi thoáng qua sự kích động sâu sắc. Cô cảm thấy Lâm Xuyên nói thật sự là quá có chiều sâu, rất có ý nghĩa. Chưa ai từng nói những lời truyền nhiễm như vậy với cô ấy. 85 thì 85, tôi sẽ đưa tất cả chi phí cho anh một lần. Nhưng yêu cầu của tôi là anh phải làm xong 150 bộ quần áo cho tôi trong vòng nửa tháng. Chắc chắn không thể ảnh hưởng đến việc mở khách sạn của tôi. Anh còn phải để lại cho tôi địa chỉ và số điện thoại của nhà máy quần áo và quản lý đóng dấu. Không có vấn đề gì phải không? Yêu cầu rất nhiều. Mấy cái này tôi đều không lấy ra được. Không có nhà máy, không có điện thoại, tôi có thể thử giới thiệu cho cô, nhưng nó có được hay không phụ thuộc vào người phụ trách giới thiệu trong thị trấn của chúng tôi có đồng ý hay không. Chúng tôi chỉ là cửa hàng may trong thị trấn, muốn khởi nghiệp kiếm chút tiền không có nhiều thứ như vậy. Nếu cô cảm thấy không thể chấp nhận, vậy chúng ta có thể không cần hợp tác. Anh ấy thật bình tĩnh, nhưng đây cũng chính là sự quyến rũ của một người. Nếu tôi có thể có được tài năng như vậy, đó chính là như hổ thêm cánh. Được rồi, tôi tin anh sẽ không nói dối tôi. Đi với tôi.
Cái gì? Cô muốn trả trước 12.835 đồng sao? Quản lý Tập, Ngân Quỹ có tiền, nhưng cô phải nói với tôi rằng nó đáng giá rất nhiều tiền. Cô mua đồ hay là làm gì? Phải có một bộ sưu tập hoặc hóa đơn. Mua quần áo nhân viên. Mua quần áo nhân viên. Nhân viên cần quần áo gì? Cái này của cô cần chữ ký của giám đốc và tổng giám đốc Vương. Bên này tôi mới có thể chi tiêu. Lâm Xuyên nhìn ra rồi. Tập Tiểu Lỗi làm quản lý này hơi khiêm tốn. Ngay cả một kế toán cũng không để ý đến cô ta. Mà Tập Tiểu Lỗi cũng cảm thấy sắc mặt có chút không giữ được. Quay lưng đi. Tại sao cô không nói với anh ấy và rời đi? Anh đợi ở đây trước đã. Tôi sẽ đi gặp giám đốc. Đừng phiền phức. Nếu cô tin tôi, để tôi nói với kế toán của cô. Anh nói gì? Anh không phải người của khách sạn. Điều này có phù hợp không? Không có gì không phù hợp. Chỉ nói vài câu thôi. Cô đồng ý thì tôi sẽ nói. Đi với tôi nào. Sao các người lại quay lại? Nhận được phiếu phê duyệt nhanh như vậy, tôi sẽ nói vài lời muốn với anh. Trước hết, mặc dù Tập Tiểu Lỗi là phó chủ tịch của khách sạn, nhưng cô ấy có quyền xem dữ liệu tài chính, cũng có quyền nghi ngờ anh làm dữ liệu giả mạo. Một khi nhìn thấy điều gì đó sai ở anh nghĩ xem công việc của anh có thể giữ được không? Ngay cả khi anh không làm chức vụ này, nếu anh muốn giữ công việc của mình, gây rối với giám đốc Tập cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Người ta là quản lý, anh chỉ là một kế toán. Người ta muốn đổi người, đổi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, anh cũng có thể cảm thấy quản lý Tập không có quyền làm như vậy, hoặc có ai đó giúp đỡ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh có thể gây khó dễ với cô ấy. Bây giờ cho anh hai lựa chọn, hoặc là để cho cô ấy kiểm tra tài chính, hoặc là anh an phận làm kế toán. Nói xong, cái tên kế toán kiêu ngạo lập tức đổi sắc mặt. Tập Tiểu Lỗi muốn kiểm tra, bàn tay và bàn chân anh ta bắt đầu run lẩy bẩy vì sợ sệt. Quản lý Tập đó là 12.835 đồng phải không? Bên này tôi sẽ lập tức lấy tiền cho cô. Làm thế nào anh biết anh ta gian lận sổ sách? Vẫn là tôi không nên nói nhiều thì tốt hơn. Dù sao đi nữa, vẫn là cảm ơn anh đã nói thay cho tôi. Nếu không tối nay tôi mời anh ăn cơm đi. Ăn cơm thì không cần đâu. Bây giờ tôi phải đi mua vải. Thời gian tương đối chặt chẽ. Chờ tôi giao quần áo, đến lúc đó tôi mời cô. Anh muốn may 150 bộ quần áo. Anh định làm gì? Một mình tôi chắc chắn không làm được. Tôi dựa vào miệng lưỡi của mình để nói về việc kinh doanh lớn tiếp theo. Những người này đã gây khó dễ cho chúng tôi bằng mọi cách. Lâm Xuyên, 150 bộ quần áo này, anh định làm gì? Một mình tôi chắc chắn không làm được. Có rất nhiều phụ nữ trong thị trấn, tổng hợp hết họ lại sẽ may được nhiều hơn. Bảo họ chuyển máy may đến chỗ cô, hướng dẫn một chút là được rồi. Ngày mai cô sẽ đi quảng cáo, một người một ngày 5 đồng tiền công. Nếu thêm ca đêm thì thêm 5 đồng nữa. Phương pháp này tốt. Tôi biết rất nhiều người có thể lên máy may. 5 tệ một ngày, họ đều phải tranh giành. Làm gì một ngày cũng không kiếm được 5 đồng. Còn kích thước thì sao? Chiều cao, chiều thấp, béo và gầy của con người không giống nhau. Về kích thước chia thành 5 size: S, M, L, XL, 2XL. 5 size này, kích thước của mỗi size giảm từng cái một. Ngày mai tôi sẽ đi hỏi lại người phục vụ cụ thể, kích thước đến lúc đó sẽ có số. Ngày hôm sau, Du Mỹ Linh liền tìm được 20 mấy người. Mọi người nghe đây, các cô chịu trách nhiệm lên máy may. Vậy muốn các cái gì cũng không cần các cô quan tâm. Cách may, Du Mỹ Linh sẽ nói với mọi người, lương một ngày của mọi người là 5 đồng. Nếu làm thêm giờ vào buổi tối thì thêm 5 đồng nữa. Công nhân ca ngày một bữa ăn, thức ăn có thịt. Buổi tối nếu tăng ca cũng làm bữa cơm. Chỉ có điều, tôi cũng muốn thẳng thắn với mọi người một chút. Không ai có thể lừa tôi. Quần áo xong tôi sẽ kiểm tra. Không đủ tiêu chuẩn thì mọi người sẽ không nhận được tiền lương. Chúng ta ở đây có ăn có uống có tiền kiếm. Vậy người nhà chúng tôi ăn gì? Muốn chúng tôi làm ở đây cũng được. Vậy cũng phải cho chúng tôi mang thức ăn ra ngoài mới được. Chị Trương nói đúng. Trong nhà tôi có 3 đứa con. Nếu không ai nấu ăn thì chết đói. Nhà tôi còn có bố mẹ chồng. Cả nhà đều phải do tôi nấu ăn. Bây giờ anh đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Cũng không tệ như vậy đâu. Không thể nói thế đâu. Chúng tôi trả 5 đồng. Tiền lương nhiều hơn tiền lương của công nhân thành phố. Phục vụ là để bắt kịp tiến độ. Các người ăn ở đây thì không sao, nhưng mang về thì không được. Bên cạnh đó, các người có gia đình, có hàng trăm cái miệng. Chúng tôi không đủ khả năng. Vậy thì chúng ta không thể làm được. Để kiếm chút tiền khiến cả nhà không vui. Không đáng, tôi không làm nữa. Đúng rồi, nếu không anh thêm mỗi nhà chúng tôi thêm 2 đồng cũng được. 7 tệ một ngày. Trước khi tới đây, chúng ta đều nói một người một ngày 5 đồng. Bây giờ cô muốn thêm tiền, cái này có chút quá đáng rồi phải không? Giá này là Lâm Xuyên xem chúng ta đều là người cùng thị trấn. Trả lương cao cho mọi người. Cho dù là nhà máy trong thành phố cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Dù Mỹ Linh, nếu cô nói vậy thì cô đi thành phố tìm người làm đi. Tin chúng tôi làm gì? Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng làm. Nếu là người khác, chúng ta có thể nghĩ về nó. Nhưng với Lâm Xuyên tôi cảm thấy cũng không chắc chắn. Có khi làm cả ngày cũng không nhận được tiền. Vậy chúng tìm ai đòi tiền đây? Mọi người nghe đây, các quy tắc không thể thay đổi. Muốn thì làm, nếu không muốn làm, vậy bây giờ các người có thể về. Các người cũng đừng nghĩ ta đang giả làm sói đuôi to. Chúng ta theo đạo lý nói, tôi dùng các người là nể mặt Du Mỹ Linh. Thứ hai là các người biết lên máy may, nhưng cái khác tôi không cần biết. Nếu các người nghĩ là tôi không thể làm nếu không có các người, vậy thì các người có chút coi thường tôi. Lợn bốn chân không dễ tìm, người hai chân thì có. Tôi sẽ tìm người khác làm. Tiền lương 5 tệ còn cung cấp thức ăn. Mọi người phải tranh giành. Tôi cũng không vất vả. Vợ ơi, đây là tiền lương. Ai làm thì chúng ta trả. Vốn mọi người đã bị Lâm Xuyên nói có chút không tự tin trong lòng, nhưng sau khi nhìn thấy số tiền đó, hoàn toàn bị cám dỗ.
5 đồng thì 5 đồng, còn hơn là ở nhà. Được, tôi làm. Giờ mọi người đã quyết định rồi, vậy thì làm việc đi. Tiểu Lỗi, khoảng thời gian này tôi bận rộn với công việc, cũng không hỏi công việc của cô ở khách sạn thế nào. Cô có vui không? Cũng được đó. Chỉ là mọi người nghĩ rằng tôi là dựa vào anh để ngồi ở vị trí phó chủ tịch. Họ ghen tị với khả năng làm việc của cô. Bên cạnh đó, cô còn rất nhiều điều để học về quản lý kinh doanh. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với cô trong tương lai. Chỉ là nghe giám đốc tôi nói trước đây, cô đã chi hơn 10.000 tệ cho một người đàn ông, nói là làm công việc gì phục vụ, và anh chàng đó thậm chí còn không có giới thiệu. Cô dám đưa tiền cho hắn? Điều này thực sự hơi quá non nớt. Nếu đối phương là kẻ lừa đảo, không phải cô đã bị lừa sao? Nếu anh ta là kẻ nói dối, tổn thất đó tôi sẽ bồi thường cho anh. Thế đã được chưa? Tôi không nói về tiền. Ngoài ra, số tiền đó tôi vẫn chưa để vào mắt. Chỉ là muốn nhắc nhở cô sau này trong công việc nhất định phải cẩn thận với người khác. Tiền hay gì cũng không có gì. Tôi sẵn sàng chi cho cô bao nhiêu tiền. Tôi cũng muốn cô có thể hoàn toàn kiểm soát việc quản lý khách sạn. Nhưng người khác không phục cô. Tôi chỉ là đang ủng hộ cô cũng không nói được. Cô biết đấy, tôi cũng có rất nhiều áp lực để cô trở thành phó chủ tịch. Lúc nói chuyện, Vương Khải Triết muốn kéo tay Tiểu Lỗ lên. Vương Tổng, tôi chỉ làm việc cho anh. Những việc khác đừng nói đến. Tôi phải quay lại làm việc. Nói xong cô không muốn tiếp tục đối mặt với tên nam nhân dâm dục này. Quản lý Tập, tôi sẽ gửi cho cô một số mẫu. Khi nào đến? Anh ăn cơm chưa? Đã ăn rồi. Cô thử mẫu này trước đi. Đi với tôi đến văn phòng đi. Tôi sẽ mặc cho anh xem. Tôi còn bận việc. Nếu không có gì, mấy ngày nữa khi giao hàng tôi sẽ mời cô ăn cơm. Nghe được lời này không biết vì sao trong lòng Tập Tiểu Lỗ lại có chút mất mát. Vậy anh đi làm trước đi. Quay lại cửa hàng thợ may. Trước cửa hàng thấy rất nhiều người đang vây quanh xem náo nhiệt. Cô nói gì cũng không được. Tôi sẽ không để vợ tôi làm nữa. Chúng tôi ở nhà đói móc mỏ. Vợ thì không về được. Ai muốn làm thì làm. Tôi không để con dâu tôi làm. Con trai không có ở nhà. Sức khỏe của tôi và vợ tôi đều không tốt. Cả ngày không ăn được đồ ăn nóng. Số tiền kiếm được cũng không tốn cho tôi một xu nào. Tôi sẽ không để cô ta làm việc ở đây. Nói là làm quần áo ở đây. Ai biết cô ta đang làm gì ở đây? Cả ngày không về nhà. Nói là kiếm tiền. Tôi là đàn ông có lợi dụng cô ấy để kiếm tiền nuôi gia đình không? Chẳng lẽ suốt ngày ở nhà hầu hạ các ngươi, cơm bưng nước rót đến tận miệng? Các ngươi giỏi như vậy sao không cho vợ mình một ngày 5 đồng tiêu? Ngoài ra, nếu anh bảo họ nghỉ thì phải làm sao? Anh có thể đừng ích kỷ như vậy không? Công việc kinh doanh của cô có liên quan gì đến chúng tôi? Không phải việc của chúng tôi. Gia đình cô kiếm được tiền rồi. Thịt đầu lợn cả ngày ăn không hết. Chúng ta nhìn thấy hết rồi. Muốn thủy hoa nhà tôi giúp các cô cũng được. Mỗi ngày phải thêm 5 đồng cho nhà chúng tôi. Còn phải để chúng tôi đến ăn cơm. Bữa trưa và bữa tối để cả gia đình chúng tôi phải ăn ở đây. Người nhà Thúy Hoa, anh có thể giữ lại chút mặt mũi không? Và đừng nghĩ rằng tôi không biết các anh nghĩ gì. Không phải các người chỉ cảm thấy bây giờ chúng tôi rất cần họ nên đến đây làm loạn sao? Tôi sẽ nói thật với anh. Không thêm một xu nào. Không thêm tiền thì chúng tôi không làm nữa. Thúy Hoa, cút ra khỏi đây. Đem máy may của nhà chúng ta cũng chuyển về cho tôi. Các người không thể đi. Chúng tôi sẽ làm gì nếu anh đi? Mày cút đi. Tôi bảo vợ tôi về nhà, sao cô lại ngăn cản? Đừng ép tôi không khách sáo với cô. Anh giỏi đấy. Ta xem người dám đụng vào vợ ta một chút thử xem. Tân Mộng Ninh và Du Mỹ Linh nhìn thấy Lâm Xuyên trở về, cuối cùng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vợ không cần ngăn cản họ. Ngày mai chúng ta chính thức tuyển nhân viên hợp đồng. Anh không muốn họ kiếm tiền của ta. Được rồi, dù sao cũng không giữ được, cứ để họ đi. Những người đàn ông đó vốn muốn đến làm loạn thì có thể lợi dụng một chút. Ai ngờ trộm gà không thành, còn vứt đi một nắm gạo. Lâm Xuyên, xem cậu kìa. Tôi chỉ tức giận nhất thời. Hãy để Thúy Hoa nhà tôi tiếp tục làm đi. Tôi hoàn toàn ủng hộ cô ấy. Khỏi, tôi dùng không được. Anh đưa cô ta về đi. Vợ đưa tiền lương hôm nay cho cô ta. Tất cả là tại anh. Tôi nói không được rồi anh lại còn đến đây. Bây giờ anh tiếp tục đi. Hắn ta không cho lão tử mặt mũi mà còn muốn làm tiếp. Không cần thì không cần. Chúng ta vẫn chưa muốn làm cho anh ta. Về nhà với tôi,